Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác. Chúng ta gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Gia Đô trong video phát hành vào hôm nay là buổi trưa ngày thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022. Sản phẩm buổi trưa ngày hôm nay thì Hoàng Gia cũng vừa về được bóc thùng được 5 đôi loa toàn giải. Đây là những đôi loa toàn giải phục vụ các bác chơi những dòng nhạc cổ, đặc biệt là nhạc thu âm trước năm 1975, hoặc là các bác thích những cái dòng nhạc hát chầu văn, hát văn ấy, thì những dòng nhạc này, dòng loa này nó đáp ứng rất là tốt. Bởi vì loa toàn giải thì thông thường các bác biết rồi, nó sẽ thiên về cái trung âm rất là tốt và nghe được những cái tiếng nhạc cụ rất là chi tiết. Và hoặc những bác nào thích chơi nghe những cái món thiên về nhạc cụ hoặc thiên về những cái tiết tấu về nhạc cụ thì đây là những cái đôi loa mà các bác có thể tham khảo để chúng ta lựa chọn để ghép thành những cái bộ mà chúng ta chuyên để nghe những cái dòng nhạc đó. Hôm nay Hoàng Gia về tổng là có 5 đôi đấu giá mạng rất là đẹp của những các thương hiệu toàn của châu Âu hết, của Đan Tắc là Đan Mạch rồi Philips đấy, Phần Lan rồi là một số cái dòng của La Uy. Thì hôm nay có 5 đôi thì hôm nay Hoàng Gia sẽ quay chi tiết cho các bác và cũng như là sẽ báo giá các bác cho các bác tham khảo. Vâng ạ, và sáng nay thì Hoàng Gia cũng đang đóng một số đơn hàng. Đấy, Hoàng Gia vừa đóng hàng được một số đơn, một đôi loa đến gửi cho các bác ở Đồng Tháp gì đó, và hai cái sản phẩm một cái Omni Fisher 400T và 5 cuốn băng cối. Và Hoàng Gia còn đang nợ các bác rất nhiều các đơn băng CD, đĩa CD, thì hôm nay Hoàng Gia sẽ hoàn thiện nốt, bởi vì hôm qua là Hoàng Gia không ở trên cửa hàng, thành ra là bị chậm cho các bác một ngày. Thì trong ngày hôm nay Hoàng Gia sẽ đóng những cái đĩa CD. Các bác có đặt những cái đơn đĩa CD của Hoàng Gia Audio thì trong sáng ngày hôm nay, trong trưa ngày hôm nay thì Hoàng Gia sẽ hoàn thành và sẽ đóng hàng gửi đến cho các bác, nên là các bác sẽ nhận được trong khoảng 2 đến 3 ngày tới, nên các bác vui lòng thông cảm. Bởi vì hôm qua là Hoàng Gia không ở trên cửa hàng đó, thì không có hàng để chúng ta gói hàng hay không thể đi gửi hàng được. Thì trong sáng ngày hôm nay và trong ngày hôm nay thôi, Hoàng Gia sẽ hoàn thành nốt những cái công việc đó để gửi các bác, để các bác về nghe. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều đã quan tâm ủng hộ theo dõi kênh, cũng như là ủng hộ những cái sản phẩm của Hoàng Gia Audio. Và bây giờ thì Hoàng Gia sẽ đi chi tiết những cái sản phẩm trong video của buổi trưa ngày hôm nay. Và buổi tối ngày hôm nay thì Hoàng Gia lại về thêm rất nhiều các hàng nữa. Buổi chiều này sẽ có khoảng 4 đến 5 cái CD cỏ thôi, khoảng 2 đến 3 triệu quay đầu. Và buổi tối ngày hôm nay hàng sẽ có những cái đôi loa mắt cáo, mấy chiếc đầu cối gì đấy, thì hàng mới báo về là sẽ có hàng trong tối ngày hôm nay. Kính mong các bác buổi chiều ngày hôm nay, bác nào quan tâm đến đầu CD thì buổi chiều ngày hôm nay Hoàng Gia sẽ lên cho các bác 4 mẫu đầu CD tầm 2 đến hơn 2 triệu, tầm 3 triệu quay đầu. Đó. Và buổi tối Hoàng Gia sẽ về những cái sản phẩm mắt cáo rồi đầu cối, thì hẹn các bác vào video vào buổi tối khung giờ 18:30 tối ngày hôm nay. Vâng ạ, ngày hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2022. Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết từng sản phẩm ngày hôm nay. Đầu tiên thì Hoàng Gia xin giới thiệu đôi loa có một cái thương hiệu rất là lạ luôn. Và Hoàng Gia có cái chụp được cái nội thất bên trong của nó đây. Tất cả tép này, chung này đều là của ống bơ hết. Đấy, các bác nhìn này, rất là VIP luôn. Bát của nó sở hữu là bát 20 của ống bơ tép, và bát của ống bơ phân tần đây. Các bác nhìn rất là rõ đúng không ạ? Phân tần này. Đó. Con này thì lưới rất là đẹp ạ. Lưới là gần như lưới kim tuyến luôn. Chiều cao của nó là 45 cm. Và chiều ngang là 24. Chiều sâu rất là mỏng thôi, vì dòng loa toàn giải thì thùng của nó không có sâu. Chiều sâu của nó có 12 thôi các bạn. Đấy. Và đôi loa rất đẹp luôn nha. Bác nào thích chơi những dòng loa này mà thích nghe những nhạc lóc cóc lên keng, thử gỗ này, gỗ mà. Và hãng nó làm những cái khuy để các bác treo này, các bác có thể treo đứng này, các bác có thể treo ngang này. Đấy, treo ngang này. Đấy. Thiết kế rất là hay. Đôi này là Stemma Đan Mạch các bác nhá, made in Đan Mạch. Đôi này là sản xuất tại Đan Mạch. Đấy. Đấy. Khung thùng là vuông thành sắc cạnh nha, gỗ rất là tốt. Và tất cả những cái ốc này đều là ốc hai cạnh hết này, zin hết từ con ốc này. Dây cũng là dây zin này, tuy nhiên nó hơi ngắn thì các bác về nối thêm mà thôi. Đấy. Củ ống bơ nhá. Đấy. Đôi này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 4.500.000 các bác nhá. 4.500.000 cho cái đôi VIP này. Đôi này rất là VIP luôn. Đôi này là gần như là đắt nhất trong cái lô hàng này của Hoàng Gia Audio. Đấy. Của Đan Mạch. Đôi đầu tiên các bác nhá, nó có cái Stemma, nó có cái tem ở góc này. Đấy, của Đan Mạch. Tiếp theo là một cái đôi đây là đôi Philips. Đôi này đến từ La Uy. Đôi này rất hay là nó có cái ê căng bằng gỗ này, các bác có thể chỉnh được. Đấy. Chỉnh thẳng này, chỉnh chéo, chỉnh xuống này. Đấy. Và nội thất của con này đây, Hoàng Gia cũng có chụp được
các bác cùng xem nhá. Đây, con này nội thất nó đây. Một cái loa toàn giải phễu bát 20 củ nó đây. Đấy. Đấy các bác nhá. Đấy. Và nó có lái này, thùng gỗ nhá, căng ngựa gỗ luôn này, căng gỗ sọc sọc này, rất chắc chắn luôn. Cái chiều cao của em này ấy thì không ra đo cho bác này. 28. Ngang 28, gần hình vuông rồi. Và sâu là 20. Đấy. Đây. Philip. Con này 5 ôm. Loa toàn giải thì thông thường độ nhạy là cái trở kháng nó rất là thấp, 4 này, 5 6 gì đấy. Ốc này, di từ con ốc, từ những con ốc này. Các bác nhìn này. Đấy. Và rất đẹp luôn nha. Dây thì nó bị cắt hơi ngắn. Về các bác nối thêm vào thôi. Đấy, chiếc thứ hai đây. Thùng vách là đẹp nha. Norway, made in Norway, tức là nó của Na Uy. Na Uy. Hôm nay thì Hoàng Gia để cho các bác giá là 4 triệu đồng các bác nhá. 4 triệu đồng. Tiếp theo đôi thứ ba là đôi của Philip. Đôi này toàn giải của bác nó chỉ khoảng bác con này nó chỉ khoảng rơi vào tầm khoảng 13 14 thôi. Đấy. Chiều cao thì là 35. Chiều ngang là 19,5 và chiều sâu con này là 14. Đấy, con này thì giá nó cũng rẻ thôi. Con này Philip. Đấy, thùng zin dây zin. Đấy. Ở đây thì nó mất cái bìa giấy đây rồi nên Hoàng Gia không đọc được cái thông số của nó bao nhiêu. Con này rất rẻ thôi. Các bác những đôi này thì các bác về nên ghép vào những con, nếu các bác có đầu cối tự hành ấy. Nếu mà các bác có đang có đầu cối tự hành ấy, các bác ghép thêm vào, nghe tiếng rất là hay luôn. Hoàng Gia có đầu cối tự hành rất nhiều, Hoàng Gia đã biết và ghép đã ghép thử rồi, tiếng rất tốt luôn. Bởi vì những dòng loa toàn giải, nhất là của Philips này, tiếng nó rất là tốt, nhất là cái phần trung âm tốt cực kỳ luôn. Nó không có tí bát biết gì cả. Bởi vì nghe loa toàn giải là thông thường anh em là không thích nghe nhiều bát. Vì loa toàn giải nó thì phải mộc. Đấy, và đặc biệt chơi những cái dòng nhạc 7 năm thì nó phải mộc mạc và nó thể hiện trung âm tốt, thì đây là những cái đôi loa mà nó thể hiện trung âm rất tốt và nó không thể hiện những cái âm bát, tức là tần số thấp nó sẽ gần như không có. Các bác nhá. Đấy thì bác nào mà thích những cái dòng mộc mạc thì đây là những đôi loa mà các bác có thể dùng được. Đôi này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 2.800.000 đồng các bác nhá, 2.800.000, giá rất hợp lý luôn ạ. Sanier. Sanier thì Hoàng Gia có ảnh đây. Sanier này. Đây Sanier đây. Sanier này. Đấy. Con này là 8 ôm 20W. Con này thì giá của nó cũng rẻ thôi các bác, không đắt được. Chiều cao là 45. Chiều ngang là 26. Chiều sâu thì có 16 17 thôi. Đấy. Sanier nhá, Sanier này của Nhật rồi. Đấy. Thùng vách còn rất đẹp, rắn xi này. Đấy. Có treo nỗ treo này. Dây này bị cắt ngắn một tí rồi. Đôi này để cho các bác giao lưu với các bác giá là 2.400.000 đồng nhá, Sanier 2.400.000. Cuối cùng là đôi loa đan tắc. Đan tắc. Đấy. Đôi loa này thì sở hữu đường kính bát của nó đâu đó cũng khoảng 16 gì, 14 đến 16. Chiều cao của loa là như sau. Cao 36. Ngang 22. Sâu 20. Đấy. Ở đây. Đây là những cái nỗ treo này, có thể treo dọc này, có thể treo ngang này. Đấy. Đây là treo ngang này. Đôi này thì ở đây nó không ghi cái thông số gì cả, chắc chỉ ghi năm sản xuất hay gì đó, ở đây là người ta ghi bằng chữ bằng tay. Đấy. Thùng rất nặng các bác nhá. Thùng rất nặng luôn và căng nó rất là đẹp. Đan tắc có cái căng lưới vải xịn và nó có một cái viền trắng xung quanh này rất là nổi. Đôi này là giá là 3.500.000 đồng. Đấy. 3.500.000 đồng các bác nhá. Tổng kết đấy thì hôm nay Hoàng Gia về cho các bác những đôi loa toàn giải phục vụ các bác chơi những dòng nhạc trung âm trước năm 1975, nhạc cổ, nhạc băng các xác, nhạc băng cối, hoặc là các bác có thể về ghép thêm vào những cái dàn, đặc biệt là các bác ghép với cái đầu cối tự hành thì nó rất là hay luôn các bác nhá. Còn nếu các bác mà đã ghép vào âm ly thì các bác nên tìm những cái âm ly nào nó phù hợp với những đôi loa toàn giải này thì chúng ta chơi thì nó với ok được. Với những loa toàn giải này thông thường ấy là các bác sẽ đánh với âm ly đèn là một này, bán dẫn đấy, âm ly đèn hoặc âm ly bán dẫn, thì âm ly bán dẫn thì công suất nó vừa phải thôi, bởi vì những dòng âm loa toàn giải này thì nó không ăn công suất vì công suất nó rất là nhỏ, nên là các bác chơi những dòng công suất vừa phải thôi, vài chục watt thôi. Nhưng quan trọng nhất là phải các bác phải tìm được cái âm sắc, bởi vì các bác chọn âm ly các bác lưu ý là cái công suất nó là một phần nhưng cái âm sắc nó rất là quan trọng. Nhiều khi công suất nó thỏa mãn, nó thoải mái cho loa rồi đấy, nhưng mà âm sắc nó lại không hợp thì cái đó cũng không dùng được. Đấy,
Nên là các bác lưu ý là cái âm sắc là chúng ta phải ưu tiên, vẫn là ưu tiên hàng đầu. Còn với những dòng loa toàn giải này thì thông thường thì nó không ăn công suất, nó ăn rất ít, thậm chí có vài watt hoặc vài hai ba chục watt đổ lại là thoải mái rồi. Nên là chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên ghép với âm đi đèn, còn không có điều kiện thì chúng ta tìm những chiếc âm đi bán dẫn, nó có công suất cực nhỏ, càng nhỏ càng tốt, nhưng quan trọng nhất phải âm sắc. Thì những nơi loa toàn giải này thông thường lại các bác nếu mà muốn tìm âm sắc tốt thì các bác tìm những cái dòng loa những dòng âm đi được sản xuất tại những thị trường châu Âu, đặc biệt là những dòng âm đi của Mỹ hoặc những âm đi của Anh, âm đi của những dòng châu Âu nói chung, và những dòng âm đi Nhật xuất Mỹ, đặc biệt là những dòng âm đi mà xuất âm tụ hoặc là âm đi mà xuất âm biến thế đảo pha, hoặc là những dòng âm đi Nhật xuất Mỹ chẳng hạn. Thì đó, mà công suất càng nhỏ càng tốt, thì chơi những dòng loa này nó rất là phù hợp các bác nhé. Đừng nên ghép những đôi loa này vào những âm đi công suất lớn, nó sẽ không thể hiện được chất âm của nó và nó sẽ không hay đâu. Nên các bác lưu ý rằng đấy là những cái kinh nghiệm rồi. Hoàng Gia xin chia sẻ thêm để các bác phối ghép làm sao cho nó phù hợp. Vâng, và cuối cùng thì Hoàng Gia xin được kết thúc video tại đây. Mọi thông tin chi tiết thì mời các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia Audio theo số điện thoại như trên tấm biển màu xanh 0975884009, địa chỉ cửa hàng tại ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Và những cái mặt hàng trên thì ship toàn quốc và giá không bao ship các bác nhá. Những cái sản phẩm này thì nó cũng không cồng kềnh và không là quá nặng, nên là cái giá ship của nó không đắt. Với đôi loa này nhiều nhất thì các bác khoảng 100.000 đổ lại thôi các bác nhá. Các bác nghĩ nó chỉ khoảng 100.000 tiền ship đổ lại thôi. Với những tỉnh xa nhất nó cũng chỉ hết tầm đấy thôi các bác nhá. Vâng ạ, và nếu tỉnh gần nó chỉ hết có vài chục thôi. Cảm ơn và em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip vào buổi chiều và buổi tối ngày hôm nay. Có rất nhiều các sản phẩm mới sẽ đón chào các bác trong video vào buổi chiều và buổi tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.